nhìn vào pizza và cho bạn công thức. Một nhóm tại MIT đã dạy cho AI cách tìm ra công thức làm bánh pizza. Tất cả những gì nó cần là một bức ảnh và AI sẽ cho bạn biết lớp phủ trên nó có gì và thậm chí thứ tự đặt chúng. Công nghệ có tên Pizza Gan đã được đào tạo qua Clipart và Instagram. Các nhà nghiên cứu đã cho AI thấy 5.500 hình ảnh phong cách Clipart có mặt trên được dán nhãn. Sau đó, AI này còn được học thêm 9.213 hình ảnh pizza được lấy từ Instagram. Cùng với việc cho bạn biết công thức làm pizza và thứ tự của chúng, AI có thể tạo ra hình ảnh của chiếc bánh pizza trông như thế nào. Với việc thêm hoặc bớt một loại topping cụ thể và thậm chí cho bạn thấy nó trông như thế nào trước và sau khi nướng. Nếu bạn không chắc chắn để nó trong lò bao lâu, AI cũng sẽ cung cấp cho bạn thời gian nướng được đề xuất. Vẫn chưa có thông tin về việc khi nào pizza gan được tung ra cho người dùng trải nghiệm thử. Cho đến nay. AI chỉ được thử nghiệm với pizza nhưng các nhà nghiên cứu của MIT cảm thấy phương pháp này có thể được sử dụng với các loại thực phẩm nhiều lớp khác như bánh sandwich, bánh mì kẹp thịt và salad. Ngoài thực phẩm, nó cũng có thể được sử dụng trong thời trang để giúp các trợ lý kỹ thuật số phân tích sự kết hợp của các lớp quần áo khác nhau.